xuất sắc hơn cả bom tấn Maverick, toán ngợp chương trình Top Gun ngoài đời thực của Mỹ. Quý vị có bao giờ thắc mắc, làm thế nào để lực lượng hải quân khổng lồ của Mỹ có thể duy trì sự áp đảo của họ trên hầu khắp các đại dương trên thế giới trước bất kỳ đối thủ nào hay không? Thành tố chính mà người ta thường nhắc đến chính là lực lượng hàng không mẫu hạm hùng hậu nhất hành tinh. Với 11 siêu tàu sân bay hạt nhân, cùng với 10 tàu tấn công đổ bộ có sàn đáp cho máy bay cũng cung cấp một khả năng không chiến đáng nể. Đóng vai trò trung tâm, những ngôi sao bay trên các chiến hạm đồ sộ chính là lực lượng không quân hải quân khổng lồ của Mỹ Quốc với những F-A-18 Super Hornet, F-35B hay là F-35C. Ai cũng biết, không quân hải quân Mỹ sở hữu những phi công chiến đấu siêu đẳng bậc nhất thế giới với chỉ riêng khả năng cất hạ cánh trên các tàu sân bay đã đòi hỏi một kỹ năng tuyệt vời và thể lực vượt trội. Thế nhưng, rất nhiều người có thể sẽ không biết cách những người siêu đẳng nhất trong số họ được tạo ra với một quy trình đào tạo phi công chuyên nghiệp bậc nhất xưa nay mà bộ phim đình đám Top Gun của tài tử Tom Cruise mới chỉ thể hiện được thậm chí một phần rất nhỏ. Hằng Lâm và Quân sự Mở xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, bom tấn Top Gun công phá các phòng vé trên khắp thế giới với doanh thu hơn 1 tỷ đô la Mỹ, lấy trung tâm là phi công hải quân siêu đẳng Pete Maverick Mitchell với những màn không chiến đỉnh cao, có lẽ vẫn chưa phai mờ trong trí nhớ của các khán giả yêu thích phim ảnh quân sự. Vậy nhưng, sự xuất sắc của thiếu tá Mitchell do tài tử Tom Cruise thủ vai chưa là gì nếu so sánh với các phi công hải quân được đào tạo trong chương trình Top Gun của Mỹ ngoài đời thực. Cảm hứng chính của bộ phim cùng tên. Chương trình đào tạo chiến thuật nâng cao cho không quân hải quân Hoa Kỳ, hay còn gọi là Top Gun, được hải quân Mỹ bắt đầu sử dụng vào năm 1969 để giảm thiểu tổn thất trong chiến tranh Việt Nam. Ban đầu được đặt tại trạm không quân Hải quân Miramar ở California. Bối cảnh trong bộ phim Top Gun đầu tiên. Vị trí đó hiện là căn cứ không quân của Thủy quân lục chiến và kể từ giữa những năm 1990, Top Gun đã được đặt tại trạm không quân Hải quân Fallon, Nevada. Trong khi địa điểm, máy bay và công nghệ đã thay đổi qua nhiều năm, nhưng nhiệm vụ về cơ bản là giống nhau. Mục đích của Top Gun là nâng cao trình độ của các phi công chiến đấu vốn đã ưu tú của Hải quân Mỹ, giúp họ có thể trở thành giảng viên để truyền đạt các kỹ năng và kiến thức tiên tiến nhất cho các phi công hải quân khác. Điều này giúp nâng cao hiệu suất chiến thuật của lực lượng không quân Hải quân Hoa Kỳ. Cách tốt nhất để mô tả mục đích cuối cùng của Tarkin là đảm bảo rằng lực lượng không quân của hải quân được huấn luyện tốt nhất, đồng thời có các chiến thuật cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại bất kỳ kẻ thù nào vào bất cứ lúc nào. Chỉ huy Christopher Pop Papai Oanu, một cựu chiến binh giải thích. Ông là một phi công hải quân và là sĩ quan chỉ huy của trường đào tạo Top Gun năm 2018-2019. Theo Papai Oanu, để đạt được mục đích đó, các học viên tại Top Gun sẽ phải tham gia 3 khóa học. Ngoài khóa học hướng dẫn chiến thuật cho máy bay chiến đấu tấn công SFTI, khóa học được mô tả trong bộ phim cùng tên. Còn có hai khóa học kéo dài 9 tuần. Đầu tiên, một số phi công Top Gun học cách mô phỏng lại năng lực và chiến thuật được sử dụng bởi các quốc gia khác, để họ có thể đóng vai phi công của kẻ thù một cách thực tế hơn trong các bài tập huấn luyện của hải quân trong giai đoạn thứ hai sinh viên thông qua trình mô phỏng sẽ học cách vận hành các cảm biến hiện đại của các chiến đấu cơ và cung cấp cho năng lực sfti nhận thức về tình huống để giúp định hướng việc ra quyết định của họ Học viên tốt nghiệp sẽ có năng lực để trở thành giảng viên tại các trường phó bị của Hải quân. Đồng thời, họ cũng có thể hỗ trợ cho các hoạt động phát triển và thử nghiệm máy bay mới bằng cách bổ sung các tình huống chiến thuật cho thấy liệu máy bay chiến đấu có khả năng thực hiện những gì nó được thiết kế hay không. Và một vài học viên xuất sắc nhất sẽ có cơ hội trở thành giảng viên tại chính Top Gun. Kỳ sát hạch chết chóc trong khóa học hướng dẫn chiến thuật máy bay chiến đấu kéo dài 13 tuần, các phi công trải qua một chế độ học tập và hướng dẫn trên lớp đòi hỏi sự khắc khe, liên tục phải phân tích những gì họ làm trong tình huống thực tế ở trên không trung. Những người muốn trở thành giảng viên Top Gun còn được yêu cầu thực hiện những việc thậm chí còn khó khăn hơn. Sau khi nghiên cứu một số chủ đề hàng không với mục tiêu trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó, họ được yêu cầu trải qua cái gọi là murder ball, hay còn gọi là bản giết người, và thuyết trình 3 giờ đồng hồ hoàn toàn dựa vào trí nhớ. Bản giết người này thực tế là những slide được biên soạn ra từ chính kinh nghiệm học tập và thực chiến của giảng viên thực tập. Người này có thể phải tinh chỉnh bài giảng của mình trong suốt cả một năm trời dưới sự giám sát từ các chuyên gia. Nó chỉ có thể được thông qua với sự đồng ý của toàn bộ các giảng viên khác của trường Top Gun. Có khoảng 40 giảng viên kỳ cựu ở đó, mỗi người đánh giá chi tiết từng lỗi sai mà bạn có thể mắc phải. Các slide của bạn trông như thế nào, bạn nói bao nhiêu từ ưm, Jimmy Gibbon, sĩ quan huấn luyện Top Gun cho biết. Giữa bay, học và giảng dạy, một giảng viên có thể làm việc từ 12 đến 16 giờ một ngày. Sự khắc khe về trí tuệ đó là một trong những lý do mà kỹ năng bay chỉ là một trong những yêu cầu để làm Top Gun. Chúng tôi có ba yêu cầu quan trọng để một người trở thành giảng viên token, Papai Oano nói. Đầu tiên là đam mê. Họ cần phải đam mê lái máy bay và lái rất giỏi, họ phải đam mê giảng dạy hướng dẫn và họ phải đam mê toàn bộ mọi thứ trong công việc này. Phẩm chất quan trọng thứ hai là có nhân cách đúng đắn. Trong khi Hollywood có thể biến sự tự tin quá mức trở thành một điều kiện tiên quyết, Top thực sự đang tìm kiếm một loại khí chất ngược lại. Nếu họ quá tự tin đến mức tự mãn, đó không phải là tính cách mà bạn có thể cải thiện, đúng không? Papai Oanu nói. Thay vào đó, chương trình tìm kiếm những người khiêm tốn, sẵn sàng thừa nhận sai lầm của họ và lắng nghe góp ý, tự hoàn thiện mình và cho phép chúng tôi với tư cách là những người hướng dẫn giúp họ cải thiện điều đó. Theo Papai Oanhu, kỹ năng bay xuất sắc của một phi công thực sự chỉ xếp cuối cùng trong ba yêu cầu này. Nếu chúng tôi nhận thấy là họ có niềm đam mê với công việc này và họ có khả năng, chúng tôi sẽ giúp họ trở thành những người xuất sắc. Top Gun đã thúc đẩy tôi nâng cao năng lực của mình, dẫn đến trình độ năng lực cao hơn nhiều khi tôi rời khỏi đội ngũ, với tư cách là một cựu giảng viên. Guy M. Snodgrass, người đã tốt nghiệp khóa đào tạo năm 2006 và trở thành giảng viên Top Gun trong 3 năm, đã viết một cuốn sách vào năm 2020 có tựa đề Top Gun's Top 10 Leadership Lesson from the Cockpit. Top Gun Top 10, những bài học lãnh đạo đến từ buồn lái về những gì anh ấy học được tại Top Gun có thể áp dụng cho những nỗ lực khác. Snodgrass hiện là giám đốc điều hành của Defense Analytics, một công ty tư vấn chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia cho biết. Những yêu cầu khắc khe này xuất hiện trong mọi giai đoạn của chuyến bay, từ khâu chuẩn bị bay đến khi hạ cánh. Bí quyết thành công của Top Gun là nâng cao tiêu chuẩn không ngừng và tích lũy kinh nghiệm ở các cấp độ huấn luyện phi công ưu tú. Lần đầu tiên, bạn bức tốc ở độ cao 150m với gia tốc khủng khiếp 7G sẽ là một trải nghiệm khiến bạn mở rộng tầm mắt nhưng khi bạn liên tục thực hiện chúng trong vài năm, nó sẽ chỉ là một khả năng thứ yếu. Ngoài việc hoàn thiện con người họ với tư cách các phi công bằng cách cải thiện các kỹ năng và cải thiện những điểm không hoàn hảo, Snodgrass lưu ý rằng khóa đào tạo cũng thúc đẩy anh ấy làm những việc anh ấy chưa từng làm trước đây để trở nên sáng tạo và giải quyết vấn đề tốt hơn rất nhiều. Top Gun là một chương trình nhập vai, Snodgrass giải thích. Bạn sẽ phải hoàn toàn thay đổi ngay từ ngày đầu tiên. Điều này có nghĩa là bạn đang nâng cao khả năng của mình mỗi ngày và bạn đang được trao cho những trải nghiệm độc nhất vô nhị trong suốt khóa học. Bởi vì chương trình duy trì tiêu chuẩn cao, cả học viên và giảng viên đạt được những điều tốt nhất cho cả hai mục tiêu: phát triển kỹ năng cá nhân và công việc với tốc độ cực nhanh. Siêu đẳng trong những người siêu đẳng chưa từng có một học viên nào có thể đánh bại giảng viên Top Gun của họ. Khi Snodgrass được xem xét để trở thành một giảng viên tại Top Gun, anh ta phải trải qua một loạt các trận không chiến mô phỏng. Trong đó, anh ta phải đối đầu với giảng viên Top Gun của chính mình. Trong cuốn sách của mình, Snodgrass nhớ lại điều đó như một trải nghiệm khiêm tốn. Trong đó, đối thủ của anh ta đã thực sự đánh bại và bắn hạ anh ta bằng một tên lửa mô phỏng ở hiệp thứ hai trong ba hiệp đấu. Snodgrass đã tỏ ra chán nản khi gặp giảng viên của mình, tự phân tích những thất bại của anh ấy và vạch ra những điểm cần cải thiện ở trên một chiếc bảng trắng. Anh ta đã rất ngạc nhiên khi người giảng viên nói với anh ấy rằng anh ấy đã làm rất tốt và rằng không ai đánh bại được giảng viên của họ và chấp nhận cho Snodgrass ở lại làm giảng viên và người đó sẽ trở thành chính hướng dẫn viên của anh ta. Điều quan trọng nhất mà Snodgrass không nhận ra là anh ấy không chỉ được đánh giá về kỹ năng bay của mình mà còn là về tính cách. Cụ thể là cách anh ấy sẽ cam kết học hỏi và cải thiện. Mỗi huấn luyện viên của Top Gun phải thực hiện một loạt không chiến như vậy để các giảng viên cũ đánh giá xem họ có xứng đáng trở thành giảng viên mới hay không, Snodgrass giải thích. Cách thức thực hiện loạt nhiệm vụ có thể khác nhau từ không chiến, tấn công mặt đất hay không chiến quy mô lớn, nhưng quy trình tổng thể không có nhiều thay đổi. Làm sao để một giảng viên tiềm năng có thể xử lý tốt trong mọi tình huống? Họ có tài năng, đam mê và nghị lực để thành công hay không? Snodgrass nhớ lại việc phải ghi nhớ một lượng thông tin khổng lồ tại Token. Đây là một phần được thiết kế chuyên biệt cho các khóa học gia tăng thêm căng thẳng, ngoài việc thực hiện những chuyến bay mà anh ấy cho rằng là khá đơn giản. Các phi công cũng được dạy cách ưu tiên những nhiệm vụ quan trọng và phức tạp cũng như tốn nhiều thời gian hơn các nhiệm vụ thông thường khác. Điều này có lợi ích cho họ ngay cả khi những phi công này đã giải ngủ và bắt đầu những công việc dân sự thông thường khác cho đến cả những việc liên quan đến sinh hoạt đời thường. Hai phiên bản của Top Gun Bộ phim chắc chắn đã làm cho Top Gun ngoài đời thực trở nên sống động bằng thủ pháp kịch tính hóa trong nghệ thuật. Mặc dù vậy, Snapchat lưu ý rằng, theo nhiều cách, các phần phim Top Gun thực sự mô tả khá nhiều điều đúng đắn về chương trình và trải nghiệm của những người từng có cơ hội tham gia nó. Anh ấy đã rất ấn tượng với cảnh quay chuyến bay được lưu ý là do các phi công hải quân thực thụ thực hiện. Ngoài ra, Top Gun thực sự nồng ấm với tình bạn thân thiết và tinh thần đồng đội. Điều này cũng nổi bật trong phim, cựu phi công Hải quân nói. Nhưng Snodgrass cũng phải thừa nhận rằng Hollywood được phép đề cao cái tôi của các nhân vật và khao khát cạnh tranh, điều mà không thực sự phù hợp với thực tế ở Top Gun. Trở thành một phần của đơn vị quân đội tinh nhuệ như Top Gun là một môn thể thao đồng đội thực sự, Snodgrass giải thích. Điểm và thứ hạng là những thứ không tồn tại. Thay vào đó, nó giống như một điện tích nổi tiếng trong đạo gia ở Trung Quốc, mài sắc nên kim. Nó đặc định điều kiện cho phép mọi người phát huy tối đa tiềm năng của mình. Đúng, nó có sự cạnh tranh, nhưng không phải bằng cách mọi người hạ thấp nhau. Thay vào đó, nó khiến bạn thể hiện hết khả năng của mình, sau đó học cách phát huy những khả năng đó thêm một chút mỗi ngày. Bình luận của chúng tôi hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hằng Long và Quân Sự Mở, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.